Mọi người thường ngó lơ sự tồn tại của mình. Cuộc sống của một nam sinh hướng nội sẽ thay đổi ra sao khi bỗng nhiên trở thành người đặc biệt của ai đó? Nhưng mà Kubo thì lại không như vậy. Chào buổi sáng, Shiraishi. Tớ không phải kẻ địch, mà là nữ anh hùng của cậu. Đón xem Kubo sẽ không để tôi vô hình phát sóng vào 8:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh Animax.